đang đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em, thì đây là clip số 250. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm. Em sẽ lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên là một con cần đến từ nhà KTC, dài tổng 40cm giúp em nha các anh. Đó, con này hàng của KTC ha. Đó, thì đầu của nó là đầu 1/2. Và cái đầu này thì nó có thể di chuyển được đến tận 180 độ này các thấy không? Nó làm việc ở các góc này ha. Đó, đây là cái đầu để di chuyển được. Hoạt động ok hết nha các anh. Dài 40cm, mã số 1, con này giá 600.000 nha các anh. Mã 1 600.000. Và mã số 2 là một con mỏ lết thép đen của Top. Con này size 25cm, ngàm của nó tối đa là 3,6cm giúp em nha các anh. Ngàm 3,6cm, các anh thấy ngàm miệng con này rất là đẹp ha. Đó, ngàm miệng rất là ok. Đang mở bên trong cho các anh thấy ngàm miệng con này ha. Đó. Đây, các anh có thể thấy nè. Đó, ngàm miệng rất là đẹp ha. Đó. Dạ rồi, con này mã số 2, mỏ lết thép đen của Top, giá của nó là 550.000 giúp em, size 25cm nha các gạch. Mã số 2. Mã số 3 là một con Livo ha. Thì con này là nó dài tổng là 30cm. Đó, size 12 in, made in Japan nha. Thì con này nó là full hộp luôn đó các gạch. Nó mới luôn nè, các anh thấy không? Đó, rất là mới ha. Nhưng mỗi tội là cái con này không biết bên đây là nó bị cấn ở đâu này, hoặc là nó bị va đập vào đâu á, nên là thành thử là nó bị hư mất, một nó bị bể mất, nên là cái thủy này nó chảy ra, thành thử là cái bên này nó bị hư ha. Thì nó vẫn xài được cái đầu đây, các anh thấy con này rất là mới, thước đồ là còn nguyên này, thước này các anh thấy không, nó mới kiên luôn mà không biết là nó bị va đập vào đâu này các anh. Đó, có nam châm ha. Đó, nên là con này thì em để giá là 250.000 nha các anh. Đó, do nó bị lỗi một cái bên nên là em để giá 250.000, mã số 3. Và mã số 4 là một con kìm cắt cộng lực dài 20cm, con này của nhà ARM, con này hàng của Nhật giúp em ha, hàng của Nhật giúp em. Đây, để em mở bên trong lưỡi của nó ha. Đó, các anh nhìn nè, lưỡi của nó vẫn còn rất là ok ha, lưỡi con này rất là ok nha. Đó, dạ rồi, con này mã số 4 giúp em, giá của nó là 380.000, kìm cắt cộng lực của Nhật, mã 4, 380.000. Và mã số 5 là một con mỏ lết tự động, con này của nhà Igo, size 20cm giúp em, ngàm mở tối đa là 2,5cm nha các anh. Đó, thì con này nó có cái hay nè, các anh thấy là cái đầu nó gật gù được không? Nên khi anh làm á, các anh chỉ cần mình dụ như làm trong các góc hẹp á, các anh chỉ cần lắc tay nó đã đi thôi các anh. Nên con này nó hoạt động rất là hiệu quả luôn. Đây, ngàm miệng rất là đẹp luôn nè các anh. Đó, các anh thấy không ạ? Ha, rất là ok cho con này. Mỏ lết tự động mã 5, giá 500.000 giúp em thôi các anh. Mã 5, 500.000. Và mã số 6 là một con kìm bóp chết của nhà Igo Japan. Con này size 7 in, tương đương là dài của nó là tầm khoảng 19cm nha các anh, tầm 19cm ha. Ngoại hình các anh thấy ngoại hình nước da đều rất là đẹp nha. Đó, bên trong răng lợi là ngon nè các anh thấy không ạ? Răng lợi là cứ phải gọi là đều tăm tắp nha các anh, đều tăm tắp đẹp nha. Đó, dạ rồi, con này mã số 6 giá là 450.000 giúp em, mã 6 450.000. Và mã số 7 là một con búa bi, con này hàng của Mỹ nha các anh, dài 33cm, hàng Mỹ giúp em nè, của nhà Vaughan, các anh thấy không ạ? Made in USA. Đó, các đầu đóng này đẹp nha các anh, xuất sắc ha. Đó. Đây, đầu bi của nó rất là đẹp nè, búa nó làm bằng kén sợi thủy tinh nè, các anh thấy không? Nó rất là chắc chắn ha. Có cái tay cầm êm phía dưới bằng cao su ôm vừa lòng bàn tay. Đó, cầm rất là chắc tay nha các anh. Mã 7, con này giá 750.000 giúp em, búa bi hàng Mỹ nha các anh. Mã 7, 750.000. Em ưu tiên chuyển khoản mã này ha. Và mã 8 là một con tút dây đa năng dài 23,5cm của nhà MCC. Thì các anh thấy là con này trên đây là nó tút dây đơn này, đó, 1,62 này, đó, tút dây đơn này, các anh thấy không? Ở phía dưới đây là nó tút dây đôi, dây ba này, đó, các anh thấy không ạ? Đôi 1,6, 3, 1,6 này, các anh thấy không? Đó, đây là con này nó tút đa năng ha. Mã 8, giá của nó là 250.000 giúp em nha các anh. Mã 8, 250.000. Và mã số 9 là một con dao sashimi dài 34cm, lưỡi dài 20cm nha các anh, phun chữ nè. Đó, các anh thấy không ạ? Đó, đây lưỡi dao của nó nè. Đó, lưỡi dao là nhìn chung là con rất là ok nha các anh. Đó, các anh thấy không? Con dao sashimi ha. Dạ rồi, con này mã số 9
giá của nó là 550.000 giúp em. Con này em chỉ nhận chuyển khoản không ship code ha. Mã 9 550.000 do sashimi. Và mã số 10 là một con kìm cắt kẽm ha. Con này thì dài tổng là 20 cm giúp em nè. Đó các anh thấy không? Phun chữ ha. Đó, chữ của nó phun chữ nghe thanh nè. Đây là phần lưỡi cắt nè. Lưỡi cắt thì con này các anh cố gắng mình bóp sét vô chút xíu ha, thì nó hơi hở chút xíu, thì mình cố gắng mình bóp sét vô thì nó sẽ khít hơn nha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã 10 thì giá của nó là 530.000 nha các anh, mã 10. Cắt kẽm 530.000 đó. Lưỡi con này thì còn rất là ok ha. Đó, mình cố gắng mình bóp sét vô chút xíu giúp em ha. Đó, mã 10 530.000. Và mã 11 là một con kìm đa năng nha các anh. Đó, thì con này là nó bị mất hãng nha các anh, thông cảm ha. Đó, con này nó bị mất hãng nè. Đó. Thì con này nó dài tổng của nó là 22 cm kìm đa năng. Thì các anh thấy trên đây là nó có hai cái size để mình có thể mình bấm nè, các anh thấy không? À, bên trong răng lợi rất là đẹp nha, bên trong răng lợi con này rất xuất sắc ha, nên cái con này cái đầu của nó cũng rất là gọi là nhìn nó rất là đặc biệt luôn ha. Đó. Và bên xung quanh đây là các lưỡi cắt, à, các anh có thể dùng mình cắt kẽm rất là ok luôn, hoặc mình cắt dây đồ ha. Đó, bên đây đó là hai cái mấy cái đây là mấy cái lưỡi cắt của nó nha. Dạ rồi, con này mã số 11, giá của nó là 430.000 giúp em nha các anh. Nó cầm rất là chắc tay con này, mã 11 430.000. Và mã 12 là một con kìm đến từ nhà Fujiya. Con này thì dài tổng 19 cm, các anh thấy không? Rất là đẹp nha. Lưỡi con này nó có tích hợp thêm bấm cốt ở phía dưới, các anh thấy không ạ? Đó, đây là phần lưỡi của nó nè. Đó, phần lưỡi cắt nhìn chung là vẫn còn rất là ok ha. Đó, đây. Để mở ra bên trong cho các anh coi. Đó. Đó. Thì chỗ này thì nó hơi dập chút xíu nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nha. Đây, để em khít vậy các anh thấy là nó vẫn còn khít nguyên luôn đó, các anh thấy không? Đó, nên là không ảnh hưởng gì ha. Mã 12, con này giá là 380.000 nha các anh. Mã 12, 380.000. Và 13 là một con cần lắc của nhà KTC. Con này dài 17 cm giúp em ha. Hoạt động ngoại hình vẫn còn rất là ok nha. Đó, đầu của nó là đầu 3/8 giúp em. Mã 13, giá con này giá là 280.000, hàng KTC nha các anh. Nước da đẹp ha. 13, 280.000 ạ. Và mã 11 là một con cưa ha. Con này thì đến từ nhà là Ishinoko ha. Con này dài tổng 45 cm, dài lưỡi là 21 cm. Thì các anh thấy cái lưỡi con này á, cái lưỡi cưa của nó vẫn còn cái răng cưa rất là ok, và răng cưa con này thuộc dạng răng cưa nhuyễn ha, nên các anh cưa mấy cái cành nhỏ cũng rất là ổn thỏa luôn ha. Đó, rất là hay. Đó, cái với cái con răng cưa nhuyễn này các anh cưa rất là mịn. Mã số 14 giúp em ha, giá của nó là 280.000 nha các anh. Mã 14, 280.000 ạ. Và 15 là một con kìm tút dây của nhà Hoyan ha. Con này thì tút hệ B giúp em nè. Con này tút hệ B nè. Thông số của nó là 1.6, 2.2.6 và 3.2 nha các anh. Hoạt động ok hết ha. Dạ rồi, con này mã 15 tút dây, giá 350.000 giúp em. Mã 15 ạ. 350.000 nha các anh. Số 16 là một con kẽo nha các anh. Đó, con kẽo này con kẽo hai chấu, con kẽo bạc đạn size nhỏ ha. Thì con này nó của nhà Kuku ha. Đây các anh thấy không ạ? Đó, đây. Hàng của Nhật nha. Thì con này cái chân kẽo nó dài là 5.5 cm, trục chính là dài 9 cm giúp em nha. Đó, nên là mấy con nhỏ này rất là khó kiếm này, nên đôi khi mình cần kẽo những cái linh kiện hoặc là những cái đồ nhỏ thì mình làm những con này thì nó sẽ phù hợp hơn ha các anh. Dạ rồi, con này mã 16, giá của nó là 430.000 nha các anh. Mã 16, 430.000 giúp em. Và 17 là một con khóa 4 số. Con này thì số là 9, 8, 9, 10 và 12 nha các anh. 8, 9, 10 và 12 ha. Đó. À không, số này là số 6 nha các anh. 6, 6, 8, 10 và 12 giúp em. 6, 8, 10 và 12, 4 số ha. 6, 8, 10, 12. Mã 17, giá 250.000 nha các anh. 17, 250.000 ạ. Đó, đây ạ. Đây. Em hiểu đồ hả các anh ha. Và 18 là một con đục dũng với thép xanh nguyên khối nha. Đây các anh thấy chất thép con này rất là đặc biệt nha, thép xanh nguyên khối. Thì con này đục dũng đó. Cái chiều rộng của nó là 0.9 cm ha các anh. Đó, gần 1 cm ha. Mã số 18, con này giá của nó là 400.000 nha các anh. 18 400.000 giúp em. Và 19 là một con này gọi là con kìm, nó chuyên dùng để các anh mình
kẹp bẻ các anh, hoặc là mình kẹp kẹp tháo ha. Thì đó, con này là của nhà Sydney giúp em, nó dài tổng là 19 cm ha. Đó, khi các anh mở ra này, đó kẹp vặn ha, đó mình sẽ vặn ốc vặn đồ mình kẹp nó lại, nên con này nó làm rất là chắc chắn luôn ha các anh. Đây, nó bóp lại nè, các anh thấy không ha, mã số 19 rất là đẹp luôn nha các anh ơi, rất là đẹp, ngàm miệng là cực kỳ ok ha. Con này giá 19, giá của nó là 500.000 giúp em, mã 19 500.000 ạ. Dạ 20 là một con bình xịt nhớt của nhà Nippy nha các anh, con này hàng Nhật ha. Đó, bình xịt nhớt của nhà Nippy. À, đây là đầu rồi ha, mã số 20, con này giá của nó là 600.000 giúp em này, bình rất là đẹp này, không có ha, anh thấy không, tròn vo ha, mã 20 600.000 giúp em mua tin chuyển khoản ha. Dạ 21 là một con mỡ đá mài, con này dài tổng là 19 cm ha, Japan của Top đó, mỡ đá mài rất là mới. Con này thì giá của nó 230.000 nha các anh, mã 21 230.000. Dạ mã số 22 là một con dao xếp nha các anh. Đó, thì con dao xếp này nó dài tổng là 19 cm với cái lưỡi của nó là dài tầm khoảng lưỡi của nó là dài lên tới 9 cm luôn nha các anh. Lưỡi đẹp ha. Đó, các anh thấy không ạ? Lưỡi rất là bén mới ha. Đó, phun chữ nè. Thân của nó là phun chữ giúp em, con dao xếp ha các anh. Phun chữ. Dạ rồi, mã này 22, giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã 22 300.000 giúp em. Dạ mã 23 là một con kìm cong. Con này của nhà Kinibet, hàng của Đức, dài 18,5 cm giúp em ha. Đó, các anh thấy không ạ? Hàng này là của Kinibet nè, à, Germany. Thì các anh thấy là cái đầu này nó mổ cong nên nó làm việc trong các góc rất là ok nha các anh. Đó, nó đi vào trong góc rất là tốt. Giờ em sẽ mở bên trong cho các anh coi răng lợi con này nè. Răng lợi con này rất là đẹp luôn nha các anh. Rất là đẹp nha. Đó. Dạ rồi, con này mã số 23, giá 430.000 nha các anh. Kìm cong, mã 23 của nhà của Đức, của Kinepet Đức, 430.000. Dạ mã 24 là một con nhíp bonsai nha các anh. Con này sẽ chuyên nó bóc tách vỏ, hoặc là các anh dùng để mình gấp sâu rồi cũng rất là ok ha. Con này hàng rất là mới nè, các anh thấy chất thép của nó rất là mới đẹp nè. Đó, hoa hồng rồi là full hết ha. Mã 24, giá 230.000 nha các anh. Nhíp bonsai, mã 24, 230.000. Dạ mã 25 là một bộ đo gem bảo dưỡng gem nha các anh. Bộ này là của nhà KTC giúp em ha. Đó, bên đây là mấy cái khung, là mấy cái cung để đo gem này cho các anh. Đó, mấy cung bên đây là mấy cái này dùng để bảo dưỡng nè. Đó, các anh thấy không? Đầy đủ ha. Đó. Đó, các anh thấy không ạ ha. Dạ rồi, bộ này mã số 25, giá là 280.000 nha các anh. Mã 25 280.000 giúp em. Dạ mã 26 là một con đánh tia lửa nha các anh. Đó, các anh thấy không ạ, nó đánh tia lửa nè. Đó, nên là anh nào làm về hàn gió đá, hoặc là các anh có thể mình mùi mấy cái khò ga mà nó không có đánh lửa đó, thì mình sẽ dùng cái này mình đánh nó an toàn hơn nha các anh. Sunlight rồi, các anh thấy không ạ. Đó, đánh lửa rất là bén luôn. Mã 26, con này giá là 250.000 nha các anh. 26 250.000. 27 là một con vít lùn của Snap-on. Con này hàng của Mỹ nha các anh. Con vít lùn này làm việc ở những cái góc hẹp, hoặc những cái góc mà nó bị giới hạn rất là tốt ha. Nên con này mã 27 giá 150.000 nha các anh. Mã 27 150.000 giúp em. Dạ 28 là một bộ phao chỉ gỗ. Bộ này hàng của Nhật nha các anh. Con này hàng nội địa Nhật, các mũi rất là bén luôn nè. Các anh thấy ở đây là các thông số của nó, các mũi gồm 4 mũi, ở đây có thông số hết ha. Đó, thì anh nào mà làm về gỗ hoặc là anh làm về nội thất thì các anh sẽ biết này. Đó, nó sẽ dùng cái mũi này thì nó sẽ tạo hình những cái khối như thế này. Các anh thấy không ạ? Đó, bên phao chỉ ha. Đó, thì các mũi này rất là mới, các anh cứ yên tâm nha. Mũi nào cũng đẹp hết, mũi nào cũng mới và đẹp hết canh nè. Đó, các anh thấy không? Mũi này bén ngót ha. Đó, gồm 4 mũi nha các anh. Hàng cực kỳ là đẹp luôn, và con mấy con này là rất là bén và ngon luôn các anh. Đó. Dạ rồi, bộ này mã 28 giá 700.000 nha các anh. Còn bộ này là em mua tiền chuyển khoản nha. Đó, bộ phao chỉ mã 28 700.000 giúp em. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 28 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau.